mình là Hoàng, mình là người sáng lập Ra Tộc. Thì hồi xưa thì mình không có ý định theo ngành da, mình là một sinh viên của chuyên ngành thiết kế nội thất. Hồi xưa mình sinh viên, mình thích xem những bộ phim về chiến tranh, những bộ phim về cổ trang, thì mình có thích một cái đôi giày xăng đan chiến binh. Và mình có tìm hiểu giá cả và đặt mua nó ở những website nước ngoài, thì choáng ngợp với cái giá của nó khá là mắc. Với một số tiền chu cấp ít ỏi của gia đình thì không thể nào mua được một đôi giày với chất lượng tốt nhất. Và mình suy nghĩ là tại sao mình không làm ra một đôi xăng đan cho mình, và bắt đầu tiến hành làm một đôi xăng đan cho mình. Thì được bạn bè khen, thì khuyên mình là nên làm một cái gì đó giống như túi xách hay là vòng đeo tay. Bản thân của mình thì cũng thích, nên mình về mình tìm hiểu hơn về một cái sản phẩm đó. Tự may cho mình một chiếc túi đầu tiên nhỏ và bạn bè khen đẹp, nên là cái sản phẩm nó mình cũng đã bán được. Có một số tiền là 300.000. Một cái túi da mình làm 300.000 thì bán được khá là vui. Sinh viên năm nhất tự kiếm ra đồng tiền từ cái đôi tay mình làm ra. Cái niềm vui trong công việc của mình là mình được làm ra những cái sản phẩm từ chính đôi tay của mình, và chính xác hơn thì mình được thỏa mãn cái sở thích của bản thân hơn. Cứ mỗi ngày mình làm ra một cái điều mới thì cứ ngày nào cũng thay đổi và trau dồi thêm về cái kỹ năng về làm thủ công của mình. Bên cạnh đó thì thích nhất là được gặp những người khách khó tính, đòi hỏi khá là cao, thì mình cũng nghĩ là mình làm thủ công mà làm sao mà có thể hoàn hảo được như làm máy. Nhưng mà đó là một suy nghĩ mình thấy nông cạn. Chính vì làm bằng tay, mình có thể làm những cái chi tiết nhỏ, mình trau chuốt hơn. Và khi mà mình làm ra một sản phẩm họ không ý thì mình lúc đầu mình cũng hơi buồn, nhưng mà chính vì như vậy thì mình lại thấy là mình chưa hoàn hảo. Không, không gian của mình đa phần nó là những chiếc tủ gỗ, thì mình thích thượng cũ kỹ nên mình sưu tập những cái tủ gỗ, thì mình trưng bày những cái sản phẩm và những bộ sưu tập của mình. Thì bên cạnh đó thì mình có sưu tập về những cái sản phẩm da, những cái đồ da hàng ngày sinh hoạt, và mình săn lùng mình mua nó về để mình tạo cái cảm hứng và mình tìm hiểu kết cấu của nó để mình bổ sung thêm vào cái vốn kiến thức và cái kỹ năng của mình để tạo ra một cái sản phẩm tốt nhất. Và cũng theo cái stick sưu tập đồ quân đội và cổ điển như vậy, thì mình có sưu tập những cái bomber jacket và những cái áo pilot của quân đội Anh, Mỹ. Đồ thì nó có những cái huy hiệu và những cái logo khá là hay và nó mang tính lịch sử. Đã chơi xe thì nó đưa mình đến bộ sưu tập thứ hai của mình là nón bảo hiểm. Thì đơn giản là mình thích cái đẹp của nó thôi. Về cái bộ sưu tập nón bảo hiểm của mình thì mình cũng sưu tập những thương hiệu nổi tiếng Bell hay Arai, hay là những cái nón mà được cover lại với cái form cổ điển thì nó phù hợp với chiếc xe của mình. Và nói đến về cái vấn đề mà con mở rộng hay không á, thì mình nghĩ là mình sẽ không. Tại vì mình nghĩ những đôi tay của mình đang ra một cái sản phẩm đầy nhiệt huyết, và mình muốn thể hiện đến khi nào mình không có thể làm được nữa thì mình sẽ nghĩ đến một cái hướng đi khác.